Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 9 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, cơn mưa lớn trong đêm đã khiến cho bức tường bị đổ sập, đè vào 3 cháu nhỏ khi đang chơi khiến các nạn nhân tử vong. Vụ việc vừa xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Ba Trại đã huy động lực lượng xuống hiện trường để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Vụ việc khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Ngay trong đêm, lãnh đạo UBND huyện Ba Vì đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, UBND huyện cũng tổ chức đến thăm hỏi chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trên địa bàn xã Ba Trại có mưa lớn khiến lượng nước dồn về phần tường nhà không có rãnh thoát nước đã khiến cho tường đổ sập gây tử vong các cháu. Vào chiều ngày 12 tháng 5, tại nhà một người dân ở thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong và cạnh đó là con trai 12 tuổi bị thương nặng. Ngay sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện chủ nhà bị vật nổ hất văng ra khỏi nhà khoảng 3 mét tử vong tại chỗ. Gần đó là con trai nạn nhân 12 tuổi bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện trường cho thấy mái tôn xi măng bị vật nổ phá vỡ văng ra 5-7 mét, nhiều mảnh rơi vãi trên tuyến đường quốc lộ 40B trước nhà. Một số vật dụng đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng vỡ nát. Nguyên nhân xảy ra vụ nổ cũng như vật phát nổ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ là giáo viên mầm non đánh bé gái 8 tuổi trên địa bàn thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hiện công an thị trấn Ít Ong đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra của công an huyện Mường La để điều tra và xác minh. Còn lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường La, trường mầm non Ít Ong đã họp và tạm đình chỉ giáo viên trong vụ việc trên để làm rõ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip một bé gái đang chạy ngoài đường thì bất ngờ bị một người phụ nữ giữ lại và đánh liên tục. Dù bé bị ngã nằm trên đường, la hét thất thanh và hoảng loạn, nhưng người phụ nữ này vẫn không ngừng đánh. Sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn và đưa cháu bé rời đi. Hiện sức khỏe cháu bé vẫn cơ bản ổn định và đang trong thời gian theo dõi. Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ hai đối tượng là Lý Quang Đắc và Đỗ Trọng Chuẩn cùng sinh năm 2006, trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Hai đối tượng khai nhận đã lập các tài khoản và sử dụng sim điện thoại rác đăng bài lên trong mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản. Khi có người vay liên hệ, chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí. Từ đầu năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn 700 triệu đồng. Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Lào Cai vừa kiểm tra thu giữ lô hàng hơn 500 máy và phụ kiện thuốc lá điện tử trên địa bàn phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Trước đó vào ngày 11 tháng 5, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Lào Cai phối hợp với đội cảnh sát kinh tế và đội quản lý thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ phát hiện chị Vương Thị Bích Ngọc trú tại huyện Bảo Thắng đang trao đổi mua bán thuốc lá điện tử. Quá trình kiểm tra thu giữ của chị Ngọc có một máy hút thuốc lá điện tử và một lọ tinh dầu. Trong quá trình làm việc, chị Ngọc tự giác giao nộp 5 thùng chứa tinh dầu để sử dụng cho máy hút thuốc lá điện tử, máy hút thuốc lá điện tử và đầu hút dùng để thay thế cho máy hút thuốc lá điện tử. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 9 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.